Trời ơi, bữa nay thèm gà với chả ướt gì mà giờ có gà nấu cháo ăn hay ta? Ôi. Trời ơi, sao mà cậu được ướt thấy sao mà hên đi trời? Trời ơi. Sao mà béo gì trời. Trời ơi, thấy thương em quá à. Trời ơi, dễ thương. Ê, nó nghe nè. Có chủ chưa? Sao? Là không có ai chứ hả? Nói lại. Là không trả lời, là không có chủ đúng không? Trời ơi, thương em quá à. Sao? Ồ, là là thả con gà đó hả? Trời ơi, để chị thả em gà nha. Rồi, chị thả vô nồi nha bé nha. Trời ơi, dễ thương quá, cậu đừng thấy gì trời. Đi sao? Đâu hả? Đi ra ngoài kia mua gói thuốc. Ủa, làm gì hả? Cái gì? Ê, nó nghe nè, ăn gà không? Đất ơi, gà đâu vậy? Cái gì? Gà đâu vậy? Trời ơi, đối đầu ngay hồi sáng má. Cậu được ước thấy từ những cái bữa nay cái trời mưa thì cái thèm gà nướng má. Dạ. Cái thèm cháo gà. Ôi. Mà. Từ cái hết thèm gà thì bữa nay ăn gà nướng. À. Tự nhiên cái ước cái đầu từ con gà nó bay tới vô nhà luôn má. Trời ơi, cậu được ước thấy vậy? Ờ. Gà tính làm gì vậy? Tính làm nướng cái nè, nướng xả. Wow. Ừ. Thôi ăn chung với em. Nha. Ơi. Trời ơi, đây chị hoạt đó. Chị em không à. Có bước cùng ngưỡng có nạn cùng. Chia ăn đồng chia đều mà. Rồi. Không có giờ ốp gì vậy? Ốp gì chưa? Dạ ốp rồi. Dạ. Bình em ăn thì cũng ngán lắm. Ồ sao ăn hết con gà này? Ừ. Mày đó nghe. Hả? Thôi thì chạy qua nhà bà chính á, thì xin lá chanh đi. Ừ. Thì là nước mắm. Ừ cũng được đó. Rồi. Em quạt đi. Rồi. Lá chanh đúng không? Lá chanh có gì nữa không? Là muốn hết đi. Rồi ok. Rồi sắp lá chanh được rồi. Tại chị gái nha. Rồi. Liễu nó làm gì lâu vậy trời. Trời đây nè má ơi, vô chổng pha vít nước xong đâm chấm ớt gà thẳng tắm luôn cái đùng nước quá. Bà nội ơi, đợi bà tắm tôi nướng xong gà luôn rồi kìa. Ôi trời ơi, ta nói nghe trời cho trời đãi má, ăn con gà một cái được xuất ưu tiên luôn. Chính ơi, đâu hả? Kiếm đồ vô ăn với em nè. Trời ơi, tao nói bà nghe con gà nó thơm phức luôn má. Ừ. Trời ơi. Tại biết sao không? Em còn gà hả? Không có. Hồi sáng á là tự nhiên cái em nói em tự nhiên là thèm cháo gà. Mà tự nhiên cái gà ướt gì có con gà ăn, cái con gà nó phóng trên nhà em luôn chị ơi. Ôi nóng quá. Ừ, này, đây. Ừ. Con gà mái nó phóng lên trên nhà em. Trời ơi. Con gà mái. Ừ. Nó phóng lên nhà em. Nó ở trước cửa nhà luôn bà nội. Cầm đi. Ồ, em nói chị nghe nghe. Có lộc ăn. Con gà mái màu vàng. Rồi tao nói bà nghe cái màu của đó. Ừ. Ê, con Liễu ốp ngon quá trời. Ngon. Trời ơi, tôi ốp bà không ngon gì má. Ngon. Trời ơi, con gà này nuôi bằng gì biết không? Nè. Con gà này nuôi bằng hạt ngũ cốc á. Đúng rồi má. Vừa mập. Vừa ăn gà của ai không? Của ai? Con gà của tao đó. Trời ơi là trời. Bà nội giảm phái giảm ghê. Gà của ả mà tự nhiên ngậm bên giỡn hồi nào hả? Tao đang đi kiếm con gà của tao nè, hồi nãy giờ nó lạc mất rồi nè. Ai mà biết. Trời ơi là trời, tao đi kiếm nó từ hồi sáng sớm tới bây giờ rồi, cuối cùng ai về đâu là dơ vô tay tụi bay. Ê má, hồi sớm tao hỏi đàng hoàng là có chủ chưa. Nó im lặng, nó đồng ý rồi má. Cái gì hả? Con gà nó đâu có biết nói tiếng người đâu hả? Phải chứ, con gà nó biết nói tiếng người, nó nói ra nó là gà của bà chính đi, nó con gà của tao đang ôm. Thôi đi bà nội ơi, con gà bà đâu? Bà đừng nói là bậy bạ, biết đâu gà bà ở ngoài vườn chứ không phải con này nữa đâu, đừng nói thừa. Nó không? Nó nói rõ ràng luôn, con gà tự nhiên ở trong đây, con gà mái màu vàng. Con gà bà màu gì? Thì nó con gà mái màu vàng là chứ đâu. Gà màu vàng. Gà màu vàng, gà mái đẻ. Đây là con bà đó má. Thì con gà của ta đang ôm trứng là chứ đâu. Gà của bà. Trời đất ơi, là trời, tụi bay ơi, là tụi bay cũng đói quá thì nói tao qua thì con quỷ này nè. Con quỷ này không là chị. Quỷ này nó làm á là em chỉ nướng giùm thôi à, chứ em không có bắt gà chị. Con này nè. Trời ơi, ở đâu mà ra mà con gà nó lạc vô nhà mình mà không biết. Má này ngộ đời vậy trời. Ai mà biết đâu, tụi nó gà gừng nó chạy vô nhà tôi, sao ai biết đâu trời. Gà gừng. Con gà nó bự, nó mập béo vậy mà kêu gà gừng. Trời ơi, nói chứ nói rồi không biết trả là chung nguyên con gà người ta. Ủa mà trả cái gì nữa? Giờ xé mẹ trả gì nữa? Hả? Nó xé tanh bà té mẹ gì trả gì nữa? Trời ơi là trời, tụi mày lỡ mà mốt em mua được gà em trả cho. Lỡ. Chị ăn thử miếng này. Nó mặn quá.
Ừ, con gà tao nuôi, tao cưng còn hơn cái gì nữa mà nghĩ sao mà tụi bay đến đây. Rồi giờ ơi là trời thiệt tình, nó có thèm có đói quá thì nói cho tao biết à, tao cho tiền nó ra chợ để mua ăn. Chứ có đâu mà con gà đi vô vậy mà bắt nở đành đòn mà mần thịt tao ăn thì cứ tức chứ. Giờ sao? Nhưng ai mà biết đâu trời. Vậy bà đền đi. Ơi bà nội ơi, tôi không biết gì đâu nghe. Trời ơi, con này nó kêu tôi nướng giờ nè. Sao rồi chị em có hứa con lẫn con này không chia? Tôi chia bà ăn con gà thì bà nó không biết là sao mẹ nội. Ê, mày đừng có nói vậy nghe, hồi nãy là mày kỳ ngủ tao ăn thôi nghe. Chứ ai mà biết là cái đời là lấy của người ta. Tao mà biết lấy người ta tao không ăn đâu. Tôi lấy của ai? Ờ, miếng ăn con gà nó bay vô nhà tao lấy của ai? Thôi vậy má ơi, miếng ăn miếng tồi tàn ăn một miếng phần nào cả năm. Quá trời mắc cỡ rồi, liệu ơi, mắc cỡ rồi liệu ơi. Gà nuôi biết bao nhiêu lâu mới ôm trứng là chưa kịp đẻ nữa. Ôi mắc cười quá trời. Thôi rồi ok. Thì trả gì đâu mà sợ gì trời. Nói vậy đi, trả lại đi liệu. Mệt quá à. Đói là đói là thục lưỡi hay sao á. Nè trả nè. Ừ trả đi liệu. Lông gà đó. Con này là nãy nó mặn con gà ra, có ba trứng trong cái bụng con gà nè. Trả rồi đó. Mày nghĩ sao? Mày ăn của tao nguyên một con gà, mày trả lại ba cái trứng. Ôi mắc cười mẹ này, nãy mặn con gà ra cái bụng cái trứng, ba cái bụng con gà đẻ thì bây giờ nó móc cái trứng nó ra nè, trả lại cho ba cái trứng rồi gì nữa. Thì về bà ấp lại đứng nở cái gà khác cho bà. Bây giờ ba trứng ba con ba con gà. Ừ đúng rồi, ba con gà này là nở lên ba con gà đúng không, ba trứng gà là nở lên ba con gà đó. Đúng rồi, ở trong khi đó mình lấy bà có một con gà thôi. Bây đúng giờ nở ra ba con gà là bà lời nhiêu? Không, ba cái trứng là trong bụng con gà này. Ừ trời ơi, gà dư đòi lại. Tôi không ăn mẹ ăn con đâu, tôi ăn có con mẹ mà con nó trả lại con nữa. Trời đất ơi, thằng Thiên ông ơi, trên đời dưới thế là chưa thấy ai có con nào mà nó ngang ngược như mày. Còn mày trả lông gà tao làm gì hả? Đem gì bán dây chai đông dịch hả? Hả? Thì mắc cười nó mốt đâu qua ta đền làm gì đâu, nó lỏng chạy lỡ rồi ai mà biết đâu. Em biết gà chịu, em có hám ăn hám lợi chứ không mà lại bắt gà chị ăn. Bà nội không biết điều nghe má. Phải chi con gà của bà thì là nhốt lại đi. Nếu con gà qua nhà người ta ăn chi rồi bắt đầu hả đổi thường ta lấy. Trời ơi, nó xảy chuồng nó đi mày ơi. Xảy chuồng gì? Chứ phải chị em tôi muốn làm đâu đúng không Liễu? Con gà tự động nhảy mày vậy là có tín hiệu dự trụ. Hả? Tín hiệu dự trụ nó chìm xuống. Vũ không? Tao vũ cái này vô mặt mày giờ vũ không? Vũ không? Hả? Mày á, mày cũng tầm phạm ở trong đó, mày đồng đội của nó đó. Ê, mày nghe nói gì nha, lắm rồi. Không bao giờ nghe. Tại vì nó kêu là nướng nè, ăn chị em mà hả, ăn vui vẻ vậy thôi. Nó lỡ muốn trả cho trời. Ừ. Muốn trả cho nghe, không cảm mày khỏi có ngứa con người của mày hồi đó giờ hả, ăn bần ăn cùng dữ lắm nha. Đụng cái là đói thì thèm thục lưỡi đi không. Hai đứa tụi bay á, đừng bao giờ mà nhìn tới mặt tao nha. Tụi bay là cái quân hả, mà tối ngày tao đi bắt đồ gái bắt gà của người ta, bắt vịt của ta ăn. Biết là con gà của ta mới về ôm trứng vậy nè. Bây giờ vậy là mày đưa ba cái trứng này về làm gì hả? Tao luộc tao ăn hay gì mà nói mà trả ba cái trứng hả? Ăn con một con gà trả ba cái trứng là sao? Bây giờ tao qua nhà mày, tao lấy nguyên cái chuồng gà, nguyên chuồng vịt nhà mày, tao trả hai ba cái trứng mày chịu không? Biết là con người của tụi bay á là những cái đứa mà sống không có đức, không có hậu. Nhớ tạo nghiệp nhiều nha. Bắt gà người ta nhiều vô. Bây giờ nhà ăn cái lợi cái ban học tụi bay ra đi. Tao nói tao biết rồi mày hết. Còn ngồi ăn ha, ai có bị trở ngỏ ra ăn nha. Tôi nói ăn cho đạn cho đường cho chơi nha. Còn nữa, mập lên 3-4kg cho nặng người khiêng tụi bay nha. Bởi tao nói tụi bay ha, hai tụi bay là không bao giờ cao sang lên nổi. Ăn tối ngày xúm gớm ha. Tối đi bắt gà vịt nhà người ta ăn. Ăn cố sát vô đi. Ê, con mẹ chết lưu đạn kia. Hồi nãy đến giờ tao nói là trời đánh tránh bữa ăn. Hồi nãy giờ chị em nó chưa từng nói gì luôn. Tao nói là trời tao đánh mày là được không? Bà khỏi nói nhiều. Dòng con gà thì mai mốt tao mua con gà khác nó trả cho bà. Bà làm như thế bà nó ổng là gì? Bà nói ai không cao sang. Ông muốn cao sang không? Tôi cao sang với bà cho bà biết. Ê đâu à? Tao nói mày á, tao nói mày không có cao sang như người ta, hai chị em mày luôn á. Dòng thứ hả, ngựa ngựa á. Ê đâu mày á? Con mẹ chín lưu đạn kia. Là sao cũng gì? Hả? Tao nói mày á, mày đánh tao. Ê. Làm gì nè? Hả? Mày lên đó làm gì? Mày leo lên đó làm gì? Mày làm gì trên đó? Ê, leo lên chẳng gì hả? Ơi, làm gì trên đó? Mày làm gì vậy bà? Hả? Mày muốn làm gì giờ dở trên đó? Bà nói không cao sang hả? Con mẹ cái luôn đạn kia. À, ý là mày nói mày leo lên đỉnh là để mày cao đó hả? Trời ơi, xin lỗi mày nha. Mày cao nhưng mà chưa có sang nha. Xin lỗi bà nhưng mà chính nha. Chồng con gà, tình làng nghĩa xóm với nhau không? Tôi nói là ngày mai mốt tôi lỡ ăn gà bà ngồi. Thì ngày mai ngày mốt tôi trả gà cho bà. Cái đó mà đậm đậm lên vậy? Ngày mai ngày mốt là ngày nào? Hả? Rồi sao hả? Tại sao mà không đưa tiền tao mà đưa tao ba cái trứng làm gì? Tao về tao luộc ăn hay gì? Hả? Ấy chứ ban đầu tiên mà tao biết con gà của bà thì không có gì tao ăn đâu. Trời ơi mày nói vậy nè. Không có thèm thục lưỡi tới nỗi mà lấy con gà của bà ăn đâu. Không có thèm. Mày không thèm mà mày. Còn con nhỏ này nữa. Hả? Mày tới bây giờ mày còn kêu ngươi tao mày còn cầm cái đùi để mày ngồi mày ăn được cho bằng được hả? Hả? Em có biết gì đâu. Tụi bay á cũng thục lưỡi dữ lắm. Nha, nhớ nha.
ăn con gà của tao á, rồi mập vô, mập lên 4-5 kg á, nữa nặng người khiêng chứ không làm gì hết trơn á. Những con người vô bổ của xã hội. Ba đừng có rủa bà xã ở đây nha. Tao không có rủa gì hết trơn á. Tao đem trả bà con gà khác. Ừ, mày giỏi mày đem liền đi không. Thôi gọi đi mày, mày đi về má ơi, có con gà mới chửi hoài. Mày giỏi mày đem liền cho tao đi. Trời ơi. Chửi gì, tao nãy giờ tao chưa chửi gì hết trơn á, tao nói rất là nhẹ nhàng tôi bay luôn. Chắc gì cao hơn. Ừ. Mày chửi người ta, còn hơn người ta được nhiêu hả? Giàu có người ta được nhiêu, giàu có đóng cửa ăn nhà mình đi má. Ít nhất ra là à, tao không nè. Tao không có phải là cái hạng người đi bắt gà người ta. Ê à, làm gì vậy? Tôi bắt gà bà hồi nào hả? Con gà bà nó nhảy qua nhà tôi kìa. Ừ. Vậy chứ có con gà mày đang ăn là con gà của tao đó. Nhưng mà nó nhảy qua nhà tôi. Tại sao mày biết con gà lạ mày không la làng lên đi? Trời ơi trời. Ê nó nghe nè, đừng có ngang ngược. Tôi la nó có ai nghe không? Ừ. Ai biết con gà vàng mà con gà của mẹ. Thôi mà nói đi về đi. Tao nói là tao nói không có lợi cái miệng của hai tụi bay đâu. Hai cái miệng của tụi bay là hai cái miệng ăn hàm ăn hồ. Cái miệng của tụi bay giữ thằng con miệng ăn mắm muối á. Tao là ăn mắm muối, hai tụi bay là ăn hàm ăn hồ của nhà đói rồi. Ủa bà xã ăn con gà. Đi về không? Trời ơi bà Chính ơi. Chính ơi tôi lại bà Chính ơi đừng nói chuyện với bà nữa. Từ nay sao mà tình làng nghỉ sớm què chứ. Thôi. Tao không cần tình làng nghỉ sớm với mày à. Thôi đi về cho ba. Dòng thứ mấy con ngang ngược. Ba mới ngang ngược á. Còn cố vô đi còn cao sang với người ta. Trời ơi cao hơn bà là chắc cũng 100% là cao hơn bà rồi. Dòng ngựa ngựa. Vậy nào lên đây nói chuyện với chị. Rồi giờ tao đố mày leo xuống nè. À khoan nữa tao nói nha, từ đây tới chiều mà mày không đem con gà lại trả cho tao nha là mày tới xối tao. Nguyên đem cái lạc. Đây tôi đem con gà nó trả cho bà. Ừ. Là chấm dứt tình làng nghĩa xóm nói chuyện với bà nữa nha. Chắc tao mẹ cần. Chiến chu duyên. Ôi chắc tao cần mày ở giờ giỏi giỏi trên trình đảnh. Rồi nhốt con gà cẩn thận lại. Còn đây con gà tối đây ha. Nó mọc lên nó mà một cánh vô. Nó mọc cái mỏ vô nó mổ đầu bà cho biết. Nó mổ lên nó mổ vô cái mỏ của mày cho mày bớt ăn đồ của người ta đó. Nó mổ cái mỏ của mày, mày chỉ mổ của mỏ người mẹ sáu nè. Ăn ăn có miếng ăn mà rửa bà xã người ta. Còn miếng ăn là miếng tồi tàn. Thôi đi về đi. Ở chảnh chơi đi ha. Mệt quá trời đó. Xuống về là Liễu ơi. Sáu. Sao ơi? Hả? Sao em xuống? Gì? Sao xuống? Ủa sao em leo lên chảnh được? Trời nãy giận quá má, giận quá leo được giờ hết xuống được má ơi. Giận sao chị đâu biết đâu. Thấy nó nghe kêu chồng bắt thang em lên đây xuống đi. Trời ơi là trời, đợi chị ra.